Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, những người Việt Nam ca ngợi nỗi buồn chiến tranh đều chung cách nhìn với người nước ngoài. Chiến tranh là chiến tranh, là người chết, máu đổ, là nỗi đau. Không cần biết, không cần phân biệt bản chất của mỗi cuộc chiến tranh. Cuộc chiến tranh đó bắt đầu từ đâu? Phải chăng đó là nghệ thuật hậu hiện đại đang được đề cao? Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết tôi có ý kiến bài viết của Quang Văn Đàn đăng trên tuần báo văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh số 660. nhưng bài viết của nhà văn Nhất Phương, tôi xin có hai ý kiến. Trước khi có ý kiến xin được giới thiết, một nhà thơ khuyên tôi, ông viết gì thì viết nhưng đừng đụng đến người khác, một người khác nói như một lệ chung. Khen em em gọi là thầy, chê em em sẽ gọi ngay là thằng ấy thế một học giả hiện đại có quan điểm không tranh luận vì tôn trọng đa nguyên người xưa nói nhiều người nhìn thấy rõ hơn vì thấy được nhiều góc độ khía cạnh nhiều người nghe nghe rõ hơn vì nghe được nhiều cung bậc sắc độ lời nói vậy tôi xin có hai ý kiến một nguyễn huy thiệp về văn chúng tôi đánh giá cao tài năng độc đáo của nguyễn huy thiệp ở thể loại truyện ngắn. Nhưng tư tưởng nghệ thuật của ông là cực đoan hung hãn đập phá, phủ định cuộc sống một cách triệt để cả quá khứ và hiện tại. Hiện tại, tướng về hưu là tiêu biểu, một khung cảnh cuộc sống đê tiện, tàn bạo, mang rợ, không còn con người mà con người là nô lệ của lợi lộc Nấu thai nhi cho chó ăn để kiếm lợi nhuận cao, cái gì và ở đâu cũng vợ tôi bảo mà vợ anh ta là tiêu biểu cho tàn bạo mang rợ vụ lợi. Nói chung là thế. Quá khứ như phẩm tiết. Anh hùng dân tộc vĩ nhân lịch sử hóa ra là một thứ vua gà vua việt tầm thường đẻo cán. Tư tưởng nghệ thuật qua tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp đáp ứng được tâm lý nhất thời của cuộc sống. Sự bức bối, bức xúc cần được giải tỏa. Phùng Gia Lộc với cái đêm hôm ấy đêm gì là một bổ sung rất rõ buông toan tất cả đến nắm thóc giấu trong áo quan phòng khi nằm xuống để con cháu có lưng cơm cúng cũng bị đổ ra lột hết thì còn thảm cảnh hơn cả nhà chị dậu trong ngô tắc tố tắc đèn và lão hạt của nam cao con người của nguyễn huy thiệp là con người ăn thịt người qua một trung gian con chó để có được lợi nhuận đại để thế Nguyễn Huy Thiệp là sự đáp ứng, thỏa mãn, cơn ngứa ghẻ, hờn ghen, đập phá, buông toan, đại để thế. Vì thế, ca ngợi tài viết chuyện ngắn, hình thức của Nguyễn Huy Thiệp thì rất đúng, nhưng ca ngợi tính nhân văn, nhân đạo thì cũng nên xem lại. Trao giải thưởng cho Nguyễn Huy Thiệp trước hết là một hãng rượu ngoại quốc, hãng Nonimo Italia và một tổ chức văn bút nào đó ở Paris, cũng như hãng rượu Hennessy độc tôn một nhạc sĩ, để quảng cáo cho họ đại để thế. Nguyễn Huy Thiệp rất tham vọng đến cuồng vọng, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trong điếu văn Vĩnh Biệt Nguyễn Huy Thiệp đã dẫn lại lời Nguyễn Huy Thiệp. Tiền bạc, danh vọng không quan trọng bằng đạo. Nhà văn phải có đạo để hướng đạo công chúng. Đại để thế. Đấy mới là ước vọng thôi. Một ước vọng thì rất đáng hoan nghênh, nhưng nhân lên thành đạo của nhà văn thì rất là ngộ nhận. Đại để thế về ứng xử thường nhật. Nói nhân cách thì trịnh trọng quá, nhưng quả thật người làm sao tào hao làm vậy. Chưa rõ nghĩa chữ tào hao trong ca giao tục ngữ, tạm gọi là việc làm hay hành động, hành vi thường nhật, bộc lộ cái tào hao của con người đó. Có tài, có tật. Người tài thường kiêu ngạo, ngã mạn như lời nhà Phật, chấp nhận và tiếp nhận được trong giới hạn nào đó. Quá đi thì nói năng ai cũng là người một vừa hai phải cho lời êm tai, nhưng Nguyễn Huy Thiệp thì mục hạ vô nhân. Ông nói ở thủy điển rằng ở Việt Nam có nhiều người viết sách, nhưng người ta chỉ đọc sách của các bậc thánh, rằng nhà văn chỉ viết một quyển sách là viết về mình, nhưng quyển sách đó Chúa đã viết rồi, rằng sau khi tôi xuất hiện và nổi tiếng thì người ta viết theo tôi, đến mức nữ nhà văn thủy điển làm thông dịch hôm đó phải thốt lên. Ông có quá chủ quan không đấy? còn hơn thế nữa hôm giao lưu với bạn đọc thụy điển có nữ văn sĩ sarah lopman người bạn lớn của việt nam từ thời chống mỹ bà mơ ước sau một đêm thức dậy trở thành người việt nam hôm đó nguyễn huy thiệp nói thế hệ tôi nôn mửa vào cuộc chiến tranh ấy cuộc chiến tranh chống mỹ bà sarah lopman rất ngạc nhiên không hiểu nổi hôm đó trần đăng khoa có dự ghi âm ghi hình tất cả có thông tin lại trên văn nghệ quân đội số 496 năm 2004. Bài ngẫu hứng qua mi gió. Nhiều năm sau, khoảng 2013, ở một hội thảo do Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Nguyễn Huy Thiệp có tham dự. Trên diễn đàn hội thảo, chúng tôi có hỏi Nguyễn Huy Thiệp rằng nếu ông trót lỡ lời ở Thụy Điển hôm ấy thì cũng xin có lời lại cho mọi người. Nguyễn Huy Thiệp không trả lời, bỏ ra ngoài hành lang. Nguyễn An hôm đó nửa thật nửa đùa nếu nguyễn huy thiệp có bề gì thì quan văn đàn phải chịu trách nhiệm đấy đại để thế gần đây tác giả kbn có bài viết ca ngợi nguyễn huy thiệp kể lại thời gian khổ phải mất gần chục cây mới xin được cho vợ về làm việc nhường nhà nhưng trong cuốn hồi ký giáo sư nguyễn đăng mạnh rất thẳng thừng Thiệp phải ba lần làm tú ông mới xong việc, thế thì cái đạp để hướng dẫn công chúng là như thế nào? Hay là đạo theo hậu hiện đại, đạo hậu hiện đại theo kiểu toilet ký sự mà Chủ tịch Hội đồng Thơ ca ngợi, đại để thế? 2. Bảo ninh và nỗi buồn chiến tranh Có hai chi tiết bộc lộ tài năng và cách hiểu cảm nhận nỗi buồn chiến tranh mà lâu nay các nhà bình luận không để mắt đến hay cố tình không để mắt đến, đó là Cách nhìn chiến tranh Nói góc độ hay chỗ đứng đều được cả cùng là người lính trong chiến hào nhưng chiến hào của phía tây không có gì lạ của một nhà văn đức hồi thế chiến thứ nhất rất khác với chiến hào của bảo ninh của nhân vật kiên trong nỗi buồn chiến tranh điều này ai cũng biết nếu ai chưa rõ có thể hỏi nhà báo berset úc hay anh morrison hoa kỳ hay joris ivan hà lan hay vợ chồng nhà văn lipman thụy điển thế nhưng bảo ninh lấy cảm hứng từ khi tìm được quyển phía tây không có gì lạ và cái nhìn cuộc chiến là cái nhìn từ phía đối phương mà chính một trung tá thủy quân lục chiến Mỹ đã tham chiến ở Việt Nam nói lên. Nỗi buồn chiến tranh, cuốn tiểu thuyết của một cựu chiến binh miền Bắc Bảo Ninh là tác phẩm văn chương đầu tiên viết về cuộc xung đột tại Việt Nam từ góc nhìn của đối phương. Gemay US chân trần chí thép, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh năm 2011, trang 244 từ góc nhìn của đối phương thế là đủ. Nếu ai chưa rõ xin hỏi Kissinger, suốt 5 năm tại hội nghị Paris phía Mỹ nói Việt Cộng miền Bắc xâm lược miền Nam. Do cách nhìn ấy nên chỉ thấy bộ đội miền Bắc hay chiến sĩ giải phóng quân như kiên, tàn sát binh lính Việt Nam Cộng Hòa tàn bạo mang rợ, còn phía Việt Nam Cộng Hòa được mô tả như là nạn nhân hiền lành chất phát. Ngôn ngữ nghệ thuật các nhà bình luận trong và ngoài nước đều bỏ qua chi tiết đặc sắc này. Đồ cước đái, kiên chửi gằn và xiết cò, điểm xạ AK gần đến nỗi tên ngụy bật khỏi gốc cây như bị búng đi. Má, kẻ bị giết, a à, rú lên thất thanh. Kiên rùng mình nhảy sổ tới, đạn từ các gốc cây quạt chân lại. Mặt, kiên nghiến răng, đứng phơi ra chút họng xuống xuống, điên cuồng ngã từng phát từng phát đúng đanh lên cái thân xác còn nóng hổi sức sống đang hoàng ngoại đau đớn trong cơn rùng giật giới chết nỗi buồn chiến tranh nhà xuất bản trẻ bản in năm 2019 trang 21 không cái bóng dáng Mỹ bom đạn Mỹ yếu tố Mỹ ngoại trừ một tướng kêu nhỏ xa xăm của cô giao liên hà khi rơi vào toán Mỹ đen phục kích như là một tình cờ thoáng qua cách nhìn từ phía đối phương hẳn là như vậy việc cộng tàn sát việt nam cộng hòa được mô tả rất chi tiết cụ thể cận cảnh như một cuốn phim quay chậm đặc sắc ngôn ngữ nghệ thuật của nỗi buồn chiến tranh là ở tiếng rú thất thanh của người lính ngụy má tiếng kêu này đối lập với tiếng chửi gằn của kiên đồ cướp đái nếu thu gọn nỗi buồn chiến tranh thì chính là đoạn đối thoại máu lửa này cái mẫu số chung của nỗi đau nhân loại chỉ là một tưởng tượng hoang đường nhận xét của jemmy Zoom là chìa khóa để hiểu nỗi buồn chiến tranh. Trước đó, hay đồng thời với Zoom Watch, một nhà văn Việt Nam, ông Hoàng Đình Quang, chúng tôi nhớ thế, đã có cái nhìn rất đúng qua bài Chiến tranh nào, nỗi buồn nào.